Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cô Đô à, Hôm nay lên sóng để giới thiệu các bác một con vang số bãi xịn Hàng mới tinh, mới toe Bãi sản xuất năm 2020 Đấy, và còn rất là đẹp Đẹp khoảng trên 95% Đó là X5 Vina bản quyền, bản hai nguồn à, Đây là hình thức các bác nha Đẹp xuất sắc luôn Đấy, Con này sản xuất năm 2020 à vào mùng 9 tháng 11 năm 2020. Đấy, 9 giờ này, 21 giờ đêm này. Và em chỉ có một con duy nhất thôi. Đấy quay phía sau cho các bác. Đẹp xuất sắc luôn. Năm 2020. Ok. Và dòng X5 bản quyền thì các bác biết rồi, hãng uh, chuyên sản xuất vang số bắt đầu từ 2010. Nghĩ ra vang số và đến thời điểm này phải khẳng định một lần nữa với các bác là con vang hay nhất không phải là công nghệ nhất mà con vang hay nhất là gì? Là linh kiện nó xịn nhất. Đấy, tiêu chuẩn nó cao nhất thì mới là hay nhất cho chất âm sạch nhất. <laughs> à, những cái dòng vang mà các bác trên thị trường có nhiều dòng vang rất là công nghệ. À, đi đầu về công nghệ chẳng hạn như X2 Pro. Đấy, nhưng để so chất âm với X5 bản quyền, em nghĩ là còn một khoảng cách xa. À, có những dòng vang số đến tận 17, 18 triệu. Nhưng nếu mở linh kiện ra để so thì khẳng định luôn chất âm vẫn thua những con như này. Đấy, tức là khẳng định lại các bác nữa nữa à, đồ âm thanh chắc chắn là hay xịn là do linh kiện chứ không thể hay xịn là do cái phần mềm người ta viết được linh kiện nó xịn thì chắc chắn âm thanh nó sẽ sạch và trong âm thanh thì hay là phải trong cái trong sạch và cái đơn là cái đầu tiên tiêu chí của âm thanh đã không có một cái thiết bị âm thanh nào mà đục tiếng mà lại hay hơn trong tiếng cả phải không ạ và hôm nay em về được một con đầu xuân năm mới thì giới thiệu một con này bác nào mua được thì là nên hệ với em một con duy nhất thôi đẹp tinh nhá quạt kiếc này 2020 mới sạch tinh luôn và từ những bản 2020 thì cái củ nguồn nó vẫn là củ nguồn màu đen Đấy, 2021 2022 thì hãng bắt đầu thay đổi cái ốp màu xanh còn lại linh kiện vẫn thế định nguồn IC chân vuông và tất cả là người ta đổ keo rất là kín này đổ keo rất là kín đổ keo rất là kín Đấy. Các giác cắm đều khác nha bác nhé Các để ý tiêu chuẩn rất là cao Và các linh kiện đều thẳng tắp Tức là tiêu chuẩn sản xuất rất là cao Đấy. Không có nghi ngả một cái tụ nào cả Hệ thống mạch nọc rất là sáng Đấy. Và con này thì em khẳng định các bác là uh, Chơi những con vang như này Để bỏ được bác đầu tư cho những dòng loa Mỹ Những dòng loa cao cấp như bốt Nhất là dòng loa bốt thì các bác cực kỳ khó tính khi phối vang cực kỳ khó tính khi phối vang nhất là giải chép mịn của dòng bốt rất khó nên nó như uh, các bác chơi âm đi là phải chọn đền ông 2000 hoặc những dòng mát thì mới khoe được giải của nó ok nha <laughs> con này thì là nợi về eco bản hai nguồn rất nợi về eco và trên thị trường hàng vãi và hàng mới thì đa phần người ta vẫn đang trụ nhất ở cái bản này ở bản này là eco rất là nợ đấy, con này là kẻ diệt của gia cua đấy gia cua huyền thoại À, con này em có một con duy nhất thôi và khẳng định các bác là à, mua những con vang X5 bản quyền là những con những giá trị đồng tiền mình bỏ ra sẽ gì sẽ vượt vượt cái gì cái 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 giá trị mình bỏ ra đồng tiền mình bỏ ra và phù hợp với những các bác như dòng chơi hoa từ thường thích hát eco thích nghe nhạc thì hãy tìm đến X5 bản quyền Đấy, nợi về eco và tiếng rất là sạch ba giải rất là sạch Đấy. Có một con duy nhất nha, đầu xuân năm mới em bán cho các bác là 4 triệu rưỡi Không bao ship, tặng khiển, tặng khiển hãng nhé, có khiển hãng Đợt này đang có khiển hãng, em sẽ tặng khiển hãng đầy đủ cho các bác Ok chưa? À, các bác mua thì ủng hộ em nhé, xin chào các bác ở những nước tiếp theo